chào anh em, đây là Mát Tư và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đến với video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về một phương pháp, một chiến thuật mới sử dụng cho giao dịch tài chính, cụ thể hơn là trong quyền chọn nhị phân. Như các bạn đã biết thì trong hai video gần đây mình đã giới thiệu với mọi người về EMA, một công cụ chỉ báo về trung bình động, và mình cũng đang hướng dẫn với các bạn làm thế nào để sử dụng nó hiệu quả nhất rồi. Hôm nay chúng ta lại ôn tập lại nó một chút, sẽ sử dụng EMA để trong cải thiện được cái tín hiệu tốt hơn cho giao dịch của mình. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ kết hợp thêm một chỉ số dự báo khác, đó chính là Stochastic. Hai cái công cụ này mình đã được kết hợp với nhau và mình đã cho thử nghiệm trong một khoảng thời gian. Mình thấy nó rất là tích cực, nó khá là hiệu quả, nó phù hợp với những bạn mới dễ dàng sử dụng. Để nói riêng lẻ về hai cái công cụ chỉ báo này thì mình cũng đã giới thiệu trong từng video trong kênh của mình rồi. Thế nên là các bạn nào chưa xem thì hãy click vào kênh để cập nhật ngay những cái kinh nghiệm chia sẻ của mình ở hai cái chỉ số dự báo này nhé. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tập trung nhiều hơn vào cách kết hợp tín hiệu của cả hai chỉ số dự báo này, làm thế nào để sử dụng nó hiệu quả nhất và đem lại lợi nhuận cho mình. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngay thôi. Đây là hai công cụ chỉ báo là Bollinger Band và MACD mình hay sử dụng. Thì thôi, hôm nay mình sẽ bật lại cho các bạn về EMA và Stochastic. EMA thì mình đã sử dụng trong video lần trước mình đã sử dụng hai chu kỳ, đấy là 9 và 18, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng y hệt như vậy. Với một cái chu kỳ ngắn hạn với những cái khung thời gian ngắn như thế này thì đối với mình chu kỳ 8, 9 và 18 nó khá là đầy đủ rồi. Ok nha, mình sẽ điều chỉnh lại một chút để cho dễ nhìn hơn. 9 và 18. Hôm nay sẽ để màu đỏ. Ok. Về Stochastic thì anh em cũng hiểu năm ná, nó hơi hoạt động tương tự như RSI, cũng có vùng quá mua quá bán. Ngoài ra nó chi tiết hơn một chút là nó có phần trăm K và phần trăm D, tức là đường màu xanh và đường màu đỏ này. Cái độ giao thoa nhau của nó cũng cho mình tín hiệu tương tự như MACD, tức là cái đường màu xanh cắt với đường màu đỏ theo chiều hướng như thế nào chúng ta cũng sẽ theo thị trường như vậy. Ví dụ như ở đây là cắt từ trên xuống hay, chúng ta nhìn thấy một cái xu hướng khá là rõ ràng của việc giảm giá. Và hiện tại thì giá cũng đang ở trong khu vực quá bán rồi. Có lẽ mình sẽ chờ cái đến này kết thúc để mở giao dịch. Chúng ta đang có một cái tín hiệu khá là tích cực. Đồng thời thì EMA rất là rõ ràng rồi. Khi mà các bạn nhìn thấy EMA đường màu xanh cắt đường màu đỏ theo chiều hướng như thế nào, thì chúng ta sẽ giao dịch theo cái tín hiệu như vậy của thị trường. EMA là đường trung bình với chu kỳ là 9, còn đường màu đỏ là chu kỳ số 18 nhé. Thì ok, anh em nhìn thấy là giá vượt qua cái mức ở đây rồi. Không biết là ở đây nó, nếu mà nó cho mình một cây nến Maribozu với tín hiệu tốt thì mình sẽ mở giao dịch ở đây. Hiện tại đang khá là tích cực nha. Còn đó, về cái tín hiệu mạnh hơn của EMA thì em nhìn thấy là hiện tại khoảng cách giữa hai đường EMA này đang cách xa dần nhau ra. Tự nhiên nó bị luống cuống hết cả lên. Ok, chỉ đơn giản có vậy thôi. Mình sẽ trong mỗi giao dịch mình đều sẽ giải thích cho các bạn tại vì sao mình sử dụng như vậy, tại vì sao mình mở giao dịch, tín hiệu như thế nào, tất cả đều sẽ rõ ràng. Hiện tại thì Stochastic đang nằm ở trong khu vực quả bán. Chúng ta nhìn thấy có một cái đặc điểm nữa với Stochastic, RSI hay MACD, bất kỳ cái biểu một cái công cụ chỉ báo hình đường như thế nào đó, thì mình sẽ muốn hướng dẫn các bạn về cái sự phân kỳ của nó. Ví dụ như anh em nhìn thấy ở trong khu vực này, chúng ta có hai đáy, một đáy đầu tiên và đáy thứ hai. Đáy đầu tiên các bạn có thể cảm nhận được nó sẽ cao hơn một chút so với đáy thứ hai. Xét về thị trường, giá cả thị trường trực tiếp thì sẽ là như vậy. Thế còn về Stochastic, anh em nhìn thấy hiện tại ở đây, cái đáy thứ nhất của nó ở trong khu vực này, đáy thứ hai của Stochastic ở đây. Và chúng ta nhìn kỹ thì có thể để ý rằng, mình sẽ mở ở đây, chúng ta có thể để ý rằng đáy thứ nhất này sẽ thấp hơn đỉnh thứ hai, thấp hơn đáy thứ hai trên Stochastic, nhưng ngược lại thì trên biểu đồ thị trường đáy đầu tiên lại cao hơn đáy thứ hai. Một cái sự tương phản này nó tạo nên cái sự phân kỳ của công cụ chỉ báo Stochastic và nó cho chúng ta một cái tín hiệu có thể rằng thị trường sẽ đảo chiều. Đấy là lý do vì sao mà mình đã mở một cái giao dịch tăng ở đây trong cái trường hợp này. Anh em cũng nhìn thấy rằng hiện tại ba mẫu nến cuối cùng đang cho mình một cái mô hình nến Morningstar, mô hình nến sao mai, và có thể đây sẽ là một cái tín hiệu đảo chiều tốt.
EMA thì đang không cho tín hiệu như vậy, nhưng mà chúng ta có thể suy luận rằng trong trường này thì EMA không phải là một cái tín hiệu tốt để mình thực hiện, để mình đi nghe theo nó. Còn Stochastic thì trong vòng đây chúng ta nhìn thấy là nó đã quay ngược trở lại khỏi vùng quá bán rồi, đi qua khỏi khu vực 20 và bây giờ đang có chiều hướng là đi lên trên. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem kết quả trong khu vực này sẽ là gì. Chúng ta mở giao dịch trong vòng 4 phút. Khi mà bạn đã mở giao dịch rồi thì chúng ta cứ tự tin và không lo nghĩ gì về nó nữa. Kết quả mình đã phân tích từ trước, hãy để cho nó như vậy. Còn nếu như nó kết thất bại, không sao cả, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm một cái cơ hội giao dịch khác. Lúc nào trên thị trường cũng có cơ hội giao dịch cho mình, các bạn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thôi. Ở đây chúng ta nhìn thấy một cái tín hiệu khá là tốt đến từ cả hai MA và Stochastic rồi. Stochastic thì đã trong khu vực từ 20 cho đến 80, đây đang nằm đâu đó đang khoảng 50 ở đây. Các bạn nhìn thấy tín hiệu rõ ràng của việc đường màu xanh cắt đường màu đỏ từ dưới lên trên, và hiện tại các cây nến cũng đang vượt qua được cái đường EMA số 18 mà như mình đã nói trong video trước. Đường EMA này nếu như trong cái trường hợp xu hướng đang diễn ra thì nó rất có thể đóng vai trò là một đường hỗ trợ và kháng cự. Và các bạn để ý rằng khi mà nến đã vượt qua khỏi cái đường như đây là một đường kháng cự động rồi thì nó sẽ tiếp tục tăng giá. Đấy là cái phân tích của mình. Chúng ta sẽ kỳ vọng giá đặt đâu đó vào khoảng ở đây. Đó. Thì mình đã để một cái giao dịch 3 phút như vậy. Chúng ta cũng nhìn thấy một loạt những viên nến xanh xuất hiện trước đó trên thị trường. Hiện tại thì cả hai giao dịch đều đang chưa cho tín hiệu khả quan lắm. Nếu như cây nến này dừng lại đâu đó dưới này thì đây là cái dấu hiệu tốt để chúng ta mở giao dịch giảm. Bởi vì cái vùng nến đằng trước nó đã vượt qua được rồi. Stochastic lại quay đầu trở về khu vực quả bán. Ok, mình sẽ mở giao dịch ở đây. Rồi, rất là nhanh chóng chúng ta đã có 3 giao dịch ngay lập tức. Kết quả như nào thì mình vẫn phải chờ đến cuối cùng thôi. Dữ liệu cho mình đã rất là đầy đủ rồi. Như trong khu vực đầu tiên thì mình đã dự đoán sai khi mà mình nhìn thấy hai cái đỉnh của thị trường như thế này. Nhưng mà trong trường này thì MA lại là một công cụ phân tích chính xác hơn. Thế là mình muốn nói với các bạn về cái sự thử nghiệm của trên thị trường. Khi mà các bạn sử dụng một cái phương pháp, một cái chiến thuật mới, hãy kết hợp cả hai cái chỉ số dự báo với nhau và xem là bên nào, trong những trường hợp như thế nào thì nó hiệu quả hơn. Hãy ghi chép nó lại thật là cẩn thận để xem là ở những trong những trường hợp như này thì mình nên xử lý như thế nào. Dần dần sau những cái kinh nghiệm, sau những cái kết hợp sự chỉ báo của mọi người thì mọi người sẽ biết rằng là khi nào nên vào lệnh và khi nào không. Đây lại có một tín hiệu nữa rồi. Đó, ngay khi cây nến dài này xuất hiện thì mình đã mở ngay thêm một cái giao dịch nữa. Stochastic đang cho tín hiệu rất là tốt. Rồi, chắc là còn lại mình chỉ chờ đợi thôi nhỉ. GBP và GBY hiện tại đang chưa cho tín hiệu tốt đây. Còn 40 giây nữa. Ở trong trong trường hợp này thì chúng ta đang có một sự điều chỉnh giá của thị trường. Có lẽ là mình đã vào lệnh không đúng thời điểm cho lắm. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem kết quả như thế nào trước đã. Hiện tại thì mình đang phân tích xem là có nên vào lệnh trong khu vực này không. Đó, bắt đầu chứng lại một chút rồi. Kỳ vọng giá tiếp theo mà chúng ta sẽ để nó ở dưới này và ở đây. Cứ giá dừng lại đâu thì mình sẽ điều chỉnh theo cái nhịp của mình như vậy thôi. Như cây nến cuối cùng này mình sẽ không mở thêm giao dịch bởi vì mình nhận thấy rằng cái sức bán của thị trường đã giảm bớt đi rồi. Thế nên là chúng ta cần cẩn trọng một chút trong trường hợp như thế này. Đó. Mình đang chờ đợi thêm một cái cơ hội khác để mở giao dịch. Bởi vì hiện tại nếu như hai giao dịch này thành công đi nữa thì chúng ta vẫn chỉ có
không được đáng lợi nhuận là bao nhiêu, còn đang lỗ 80 đô cơ. Mở thêm nhá. Nếu như bạn nào thắc mắc về phần trăm lợi nhuận của mình đang có, thì nếu như các bạn nạp từ 2.000 đô trở lên với tài khoản ở trong Olymtrade thì các bạn có thể nâng cấp lên tài khoản VIP và lợi nhuận các bạn từ đó có thể nâng cấp lên từ 90%. Còn không thì bình thường một tài khoản thường sẽ dừng lại ở khoảng 82% thôi. Ok, mình đã nhận thấy một tín hiệu giao dịch nữa ở đây rồi. Chúng ta nhìn thấy là Stochastic đang nằm trong khu vực quá mua, thế nên là thị trường đang xảy ra một cái xu hướng mua rất là mạnh. Hơn nữa, chúng ta nhìn thấy MA đang cắt từ dưới lên trên, đường màu xanh cắt với đường màu đỏ, cho mình một cái tín hiệu khá là tốt. Đó, đủ dữ liệu rồi, chúng ta chỉ mở giao dịch như vậy thôi. Hiện tại đang có một cái kênh giá ở đây và chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem giá cả như thế nào. Hiện tại là cái điểm giá của mình đang vượt qua một chút rồi. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng cái kênh giá, cái đường hỗ trợ kháng cự nó là một vùng, nó không phải là một đường. Thế nên là nó có thể dịch chuyển một chút lên xuống với khoảng 10-20 pip gì đó. Tìm tiếp cơ hội nha. Vẫn chưa hài lòng lắm với kết quả hiện tại đâu. Đấy, các bạn nhìn thấy là giá đang giảm rất là mạnh trong vùng này rồi. Mình đã bỏ lỡ mất cơ hội ở đây. Hơi tiếc một chút. À, không sao. Cơ hội thì sẽ đến liên tục, không lần này thì lần khác. Chúng ta nên chắc chắn với những quyết định của mình thì đúng hơn. Nếu như các bạn nào nhìn thấy bất cứ cơ hội nào cũng vào lệnh thì nó sẽ rất dễ dàng để các bạn thất bại, và đấy sẽ là cái nguyên nhân nó ngấm dần vào trong cái tinh thần của các bạn và sẽ khiến cho các bạn trở thành con bạc. Và hãy chắt lọc những cái giao dịch của mình, lựa chọn nó thật cẩn thận. Đây lại có tín hiệu nữa này. Ok, mình đã mở thêm một giao dịch 2 phút nữa ở đây. Tạm thời chúng ta chỉ cần dừng lại ở đây thôi là được rồi. Mình sẽ chờ cho hai kết quả này, hai cái giao dịch này kết thúc để quyết định xem có giao dịch nữa hay không. Bởi vì nếu như chúng ta có 4 giao dịch thắng, lợi nhuận sẽ đâu đó vào khoảng hơn 1.000 đô, trừ đi 600 và chúng ta lãi được hơn 400. Cũng khá rồi chứ đúng không? Không nhất thiết là phải ăn đậm quá làm gì, miễn là chúng ta có lợi nhuận sau mỗi một cái phiên giao dịch. Phiên giao dịch thành công là các bạn có thể có được lợi nhuận, bất kể là các bạn có nhiều giao dịch thắng nên hay nhiều giao dịch thua hơn, thì cũng cuối cùng mình cũng hướng đến một cái phần quan trọng nhất, đấy là lợi nhuận. Thế là mình không ngại cho các bạn xem những cái giao dịch thua của mình, bởi vì đấy cũng là cái bài học mình muốn các bạn rút kinh nghiệm qua từ nó. Mình sẽ mở thêm một giao dịch nữa ở đây. Stochastic đang nằm trên khu vực quá bán, quá mua rồi. Vẫn đang cho một cái tín hiệu rất là mạnh của việc thị trường sẽ tiếp tục tăng. Ở đây hiện tại thị trường đang có sự điều chỉnh giá rồi. Với bên Euro và đô Canada vẫn rất khả quan trước khi nó đạt đến cái đỉnh dưới này, cái đáy ở dưới này. Có lẽ mình sẽ theo một cái giao dịch nữa ở đây, xem là hai cái giao dịch này như nào trước đã. Nếu thắng thì chúng ta sẽ có 5 giao dịch thắng này, nhân với 2.6, 6.30. Từ từ nha, thôi chưa tính vội. Rồi lại có một cái nến đỏ xuất hiện ngay lập tức, nhấn chìm cái nến hiện tại của mình rồi. Có thể, rất có thể chúng ta sẽ thua trong trường hợp này. Sẽ mở thêm cơ hội giao dịch nha. Giá có vẻ đang quay đầu rồi đối với Euro và Đồng Canada. Bốn giao dịch thắng, 3 giao dịch thua, chưa ăn thua lắm. Chúng ta vẫn cần ít nhất là một giao dịch thắng nữa.
quay đầu hơi bị đúng lúc ấy. Chúng ta cũng hơi chủ quan trong việc đánh giá thị trường ở trong khu vực này. À đây, anh em nhìn thấy là hiện tại cây nến này đang chạm vào cái đường EMA số 9 và rất có thể nó sẽ đóng vai trò là một đường hỗ trợ và giá sẽ đẩy lên trên tiếp. Mình sẽ để một giao dịch 1 phút. Hơi chậm rồi. Đó, chúng ta đang nhận thấy một cái xu hướng tăng chung của thị trường nhờ vào stochastic. Hiện tại giá đang đạt vào trong khu vực quá mua. Mặc dù đường phân trong K đang nằm ở dưới nhưng mà chúng ta sẽ xét thêm về tín hiệu của EMA. Đấy là đường EMA màu xanh đang nằm ở trên này. Và không những thế, giá cả vừa chạm đến cái đường EMA số 9, tạo cho mình một tín hiệu tốt rằng đây có thể đóng vai trò là một bước hỗ trợ động. Và chính vì thế mình đã mở ngay một giao dịch 1 phút ở đây với giao dịch xanh. Nếu như không mở giao dịch này thì chúng ta đã có thể kết thúc cái phiên giao dịch ngày hôm nay ở đây rồi. Nhưng mà đấy là cái kinh nghiệm của mình và cái chia sẻ của mình ngày hôm nay đối với mọi người. Cách mà mọi người phân tích thị trường, kể cả có thử nghiệm ban đầu các bạn có sai đi nữa thì các bạn hãy thử nhìn thị trường chung ra một vài lần, kết hợp những cái chỉ số dự báo khác nhau, kết hợp cái trực giác của mình và sự tự tin chắc chắn như thế. Nếu không tự tin các bạn không thể nào được chơi trong cái này, trong cái thị trường giao dịch tài chính này được. Nó đòi hỏi mình muốn có một cái tinh thần thép và một cái đầu lạnh. Bất cứ khi nào các bạn cảm thấy bất an trong cái cảm xúc của mình, cảm thấy cái cảm xúc của mình nó không được ổn định thì hãy dừng lại. Đó, thì hôm nay là những cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với mọi người về chiến thuật EMA kết hợp với stochastic. Nếu như anh em nào thích video này thì hãy để lại like và subscribe cho kênh YouTube của mình, cũng như là kích vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình trong tương lai nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.